Nếu như anh chị đi học vào về tương lai ấy, anh chị thấy là các bệnh trong tương lai, các bệnh dị ứng, nếu anh chị hỏi các bệnh ở châu Âu, châu Mỹ, những cái bệnh nào nó là phát triển trong hiện tại và tương lai, chủ yếu các bệnh dị ứng như bệnh các hen, các bệnh dị ứng thức ăn rất là nhiều. Thế thì đấy cũng là lý do hàng năm ấy, người ta cập nhật liên tục về tỷ lệ mắc, phác đồ điều trị cũng như các thuốc mới điều trị như thế nào. Thế thì hôm nay xin chia sẻ với anh chị về hen phế quản trẻ em. Thế thì một cái bài học bao giờ nó có mục tiêu. À, thì chúng ta học chúng ta muốn cái gì? Chúng ta cần biết thế nào là hen phế quản. Thực ra trông rất đơn giản thôi, hen phế quản là tổn thương ở phế quản. Nhưng thực tế cái định nghĩa thay đổi hàng năm. Vì thế mà các chị cũng biết là GINA là cái tổ chức toàn cầu phòng chống hen ấy. Mỗi năm nó cập nhật cái định nghĩa về hen. Bởi vì sao? Cái định nghĩa này bao gồm cả triệu chứng lâm sàng, định nghĩa bao giờ là dịch tễ học. Điều định nghĩa bao gồm cả cái tổn thương mô bệnh học. Và đấy là cái nền tảng mình điều trị. À rồi chúng ta biết về bình thường bị hen không ai biết cả. Thế nhưng mà khi một yếu tố nào đó, ví dụ thay đổi thời tiết, ví dụ phải dị nguyên nào đó thì chúng ta lên cơn hen cấp. Vậy chúng ta biết là khi nào thì một đứa trẻ có nguy cơ cơn hen cấp. Đồng thời chúng ta biết một chút về cơ chế bệnh sinh của hen phế quản, về triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng trong cơn hen cấp. Thông thường mà nói thì triệu chứng lâm sàng chỉ xảy ra cho cơn hen cấp, còn ngoài cơn hen cấp thì thường chúng ta có chức năng hô hấp giảm. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng là không phải tất cả cơ sở anh chị đều có máy đo chức năng hô hấp và chúng ta cũng không thể đo thường quy. Thế làm thế nào để chúng ta lại biết được bệnh nhân hen như thế nào, kiểm soát hen thế nào? Đồng thời chúng ta có cái phác đồ dự phòng hen phế quản ở trẻ em. Thế thì chúng ta cũng nhìn cái hình ở đây ạ. À, đây là cái biểu tượng. Chúng ta nhìn cái ống, đây là cái ống Ventolin, ống xịt Ventolin tôi chỉ đấy ạ. Tất cả các bệnh hen hen phế quản đều phải mang cái ống này theo người. Bởi vì sao ạ? Vì cơn hen xảy ra bất cứ khi nào. Và khi đây là cái thuốc dự phòng để cắt cơn rất là nhanh trong vòng 3 đến 5 phút. Cho nên nhìn cái ống, chúng ta biết là đây là cái biểu tượng của điều trị hen phế quản trẻ em. Và mặc dù rất là kinh điển nhưng mà nó vẫn suốt hàng mấy chục năm nay thì vẫn thuộc cái ống là Ventolin ạ. Thế thì định nghĩa hen phế quản là gì? Thì như tôi nói là GINA là tổ chức mà phòng chống hen toàn cầu ấy. Hàng năm ấy họ đều cập nhật liên tục về cái định nghĩa hen phế quản. Và định nghĩa mới nhất ở đây chúng ta rất là mới thôi. Bây giờ mới tháng 8 2019 và chúng ta đã có GINA 2019 rồi. Thì hen là một bệnh không đồng nhất, thường đặc trưng bởi viêm mãn tính đường thở. Như vậy bệnh lý hô hấp và cái bệnh lý hen phế quản là cái viêm mãn tính đường thở hay gặp nhất và có hai đặc trưng cơ bản. Đặc trưng thứ nhất là về lâm sàng và thứ hai là về cận lâm sàng. Đặc trưng lâm sàng là gì? Trẻ sẽ có những tiền sử các triệu chứng hô hấp như là khò khè, thở gấp, nặng ngực và ho thay đổi theo thời gian và cường độ. Có nghĩa là cứ đợt này thì hen nặng, đợt sau thì hen nhẹ, đợt này thì hen rất là dài, đợt này hen ngắn hơn. Như vậy nó thay đổi tùy vào yếu tố khởi phát, tùy thuộc vào lứa tuổi, tùy vào cái thời điểm khác nhau và giới hạn luồng khí thở ra dao động. Mà cái luồng khí thở ra dao động này chúng ta hoàn toàn phụ thuộc vào đo chức năng hô hấp, nghĩa là nó sẽ có hai phần về lâm sàng tiền sử cộng với cả cận lâm sàng. Thế thì thông thường thì chúng ta nói về hen phế quản và chúng ta thường không có triệu chứng lâm sàng. Vậy thì khi nào bệnh nhân hen phế quản nhập viện, đứa trẻ thì nhập viện trong trường hợp cơn hen cấp thôi. Bởi vì nếu như bệnh nhân tôi nói ví dụ bị hen phế quản nó vào viện vì một cái ung thư, nó chả liên quan gì đến hen cả, nó vào viện vì những cái đau bụng mà rối loạn tiêu hóa chẳng hạn, không liên quan đến hen. Còn là bệnh nhân hen phế quản vào viện vì hen là vì bệnh hen thật sự, đó là cơn hen cấp. Và cơn hen cấp là gì? Là một cái tình trạng cấp tính hoặc bán cấp xấu đi của triệu chứng lâm sàng và chức năng hô hấp so với thông khí bình thường, so với tình trạng bình thường của đứa trẻ. Và cơn hen cấp xảy ra kể cả mình đã dự phòng. Mình dự phòng chỉ giúp cho mình làm giảm triệu chứng không nặng lên thôi, chứ không phải là dự phòng nghĩa là bệnh nhân hoàn toàn khỏi hen. Vậy thì mục tiêu mặc dù ta biết là hen là mãn tính đường thở rồi, mục tiêu của cái điều trị cơn hen cấp là gì? Là phục hồi lại cái tình trạng tắc nghẽn đường thở. Bình thường trong hen phế quản thì nó có viêm mãn tính, nhưng trong cơn hen cấp nó còn tắc nghẽn đường thở nữa, cho nên mới giảm chức năng hô hấp mạnh. Thì ở đây mục tiêu chúng ta là giảm tắc nghẽn đường thở nhanh nhất bằng ruộng thuốc giãn phế quản tác dụng nhanh, chính là Saba hay Ventolin ta nhìn thấy đấy ạ, xanh xanh đó, hoặc là các thuốc giãn phế quản như ipratropium và dùng sớm corticoid để làm giảm tình trạng viêm phù nề đường thở và điều trị phải dựa trên mức độ nặng cơn hen chứ không phải điều trị tất cả bệnh nhân hen đều có một phác đồ điều trị như nhau. Thế thì chúng ta cũng biết qua một chút về dịch tễ học. À, như tôi đã nói từ ban đầu ấy thì tình hen phế quản bây giờ là tình hình rất là hay gặp và cái xu hướng nó càng ngày càng tăng, đặc biệt là thành thị so với nông thôn. À, chúng ta có trên 300 triệu đứa trẻ bị hen phế quản, người bị hen phế quản và vẫn có tử vong do hen mặc dù đã có điều trị dự phòng. Và theo cái tổ chức thế giới về nghiên cứu về hen và các bệnh dị ứng của trẻ em thì tỷ lệ hen lại rất dao động từ 3 đến 2%. Nếu chúng ta nói là các bệnh nhiễm trùng là cái bệnh mà các nước đang phát triển, trẻ suy dinh dưỡng thì dường như hen phế quản
có vẻ là các nước có điều kiện kinh tế phát triển, các nước nói tiếng Anh ví dụ như là Mỹ, ở Úc, ở Canada chẳng hạn, rất là cao. Vậy thì cái gì chúng ta sẽ thấy là cái mô hình bệnh hen nó hơi ngược với bệnh nhiễm trùng. Chúng ta nhìn thấy cái mô hình này, cái màu đỏ là cái tỷ lệ hen cao nhất, tỷ lệ hen còn đến khoảng 10%. Cái màu xanh thì chẳng hạn xanh này ở tương ứng với Trung Quốc, tương ứng với cả Nga chẳng hạn, thì nó chỉ thấp là chỉ 2-5%. Thì chúng ta thấy là cái nước phát triển ví dụ như là Mỹ, Canada này, Brazil này, Anh này, hay là Trung Quốc, hay là Úc, hay là New Zealand, tỷ lệ hen rất là cao. Ngược lại những cái nước mà gọi là kém phát triển một chút, ví dụ như Ấn Độ này, đúng không ạ? Ví dụ một số nước châu Phi, Mexico thì tỷ lệ hen lại thấp hơn. Như vậy nó có vẻ liên quan đến sự phát triển của công nghiệp hóa, liên quan đến rất nhiều vấn đề khác nhau. Nhưng những nước không phát triển thì chúng ta cái xu hướng hen có xu hướng gia tăng, đặc biệt ở trong một nước ví dụ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh tỷ lệ hen lại có vẻ cao hơn nông thôn. Đó là vấn đề công nghiệp hóa, vấn đề về số lượng con trong gia đình, thì nên chúng ta nói một số giả thiết sau. Thế thì tỷ lệ hen chúng ta sẽ nhìn, người ta thường nói là bệnh nhiều thì nguy cơ tử vong nhiều, nhưng hen hơi ngược. Thực ra thì hen ít khi bệnh nhân tử vong vì cơn hen cấp. Nên nếu chúng ta không điều trị tốt, không cắt cơn sớm hoặc là không phát hiện ra những yếu tố khởi phát nặng thì có thể nguy cơ tử vong. Nếu như tỷ lệ mắc bệnh khá cao ở nước ví dụ như xứ Wales này, New Zealand này, Ireland hay Mỹ, thì tỷ lệ tử vong lại ngược lại là ở những nước mà nền y tế không đủ phát triển, ví dụ như Albany hay là Nga hay là Uzbekistan. Còn những nước như Mỹ mặc dù tỷ lệ mắc thì cao nhưng nguy cơ tử vong lại thấp, thì họ có dự phòng tốt, có quản lý hen tốt, như vậy nó không song hành với nhau. Thế thì ở Việt Nam tỷ lệ hen là như thế nào? Thực ra một con số tổng quát đi khám thì có 300 bệnh nhân hen là bị mắc hen thì chúng ta chưa làm được nhiều nghiên cứu. Bệnh nhân thường đến viện trong cơn hen cấp, và bây giờ với cái tình hình mà chúng ta gọi là gì ạ, dự phòng hen, thì số lượng cũng không nhiều nữa. Tôi nói ví dụ như chúng tôi cách đây khoảng 8 năm khi mà khoa miễn dịch mới thành lập thì một năm có khoảng 400 lượt hen vào điều trị nội trú. Hiện nay do tình hình dự phòng do các cơ sở đã bắt đầu điều trị được hen, hiện nay một năm khoảng 250 ca vào điều trị nội trú. Chưa kể nhân hen có thể vào cấp cứu lưu, xử trí xong họ cho về chẳng hạn. Thế thì bây giờ đánh giá tỷ lệ hen dựa vào cái gì? Chúng ta sẽ có một cái nghiên cứu đầu tiên là nghiên cứu chúng ta đã được ISAC, cái nghiên cứu ở trên lúc nãy chúng ta nói năm 2003 là Việt Nam là một cái cơ sở nghiên cứu cho hai đối tượng. Đối tượng trẻ 7 đến 8 tuổi, đối tượng 13 đến 14 tuổi. Thế ta thấy là năm 2013 ta đang nghiên cứu là vậy thì tỷ lệ hen trẻ em là bao nhiêu? Thấy là khoảng 7 đến 11%. Dựa trên con số nào mà tỷ lệ hen 7 đến 11%? Cái triệu chứng kinh điển hen nhất là chính là khò khè. Một bệnh nhân cứ khò khè tái tái lại. Thế ta đặt câu hỏi này một đứa trẻ. Thế lúc đứa trẻ đang nhiễm hen thì chẳng hạn như đứa trẻ ở Sơn La, Yên Bái không hề đến chúng ta không biết bị hen hay không? Đến lúc nó nghỉ hè về Hà Nội gặp chúng ta. Thế thì ta sẽ hỏi thế nào để ta nghĩ là hen phế quản? Ta hỏi cháu đã có tiền sử từng bị khò khè kia, bởi vì thời điểm đấy khá là có vấn đề gì cả. Thế thì ta mới thấy như này, người ta thấy là người ta câu hỏi của cái tổ chức y tế thế giới là nếu đứa trẻ trong đời đã từng khò khè, người ta chấp nhận coi như đứa trẻ đã từng bị hen, nhưng mà bây giờ cũng chưa bị hen hay không. Thế còn nếu đứa trẻ mà trong vòng 12 tháng gần đây đã có một cơn khò khè, hai cơn khò khè, thì nói là hiện tại đứa trẻ đang trong giai đoạn có bị hen phế quản trong thời gian gần đây. Đấy là cái dịch tễ để ta ra một con số là nếu như tại Hà Nội thì có đến được 1/4 số đứa trẻ gần 25% nói rằng là đã từng bị khò khè, nhưng mà khò khè trong vòng 12 tháng qua thì là 15%, đúng không ạ? Còn đứa trẻ mà hen phế quản được bác sĩ chẩn đoán thì khoảng 14%. Đấy là nghiên cứu 2013 và cũng rất lâu rồi, như vậy là đến 16 năm rồi. Thế thì ở Việt Nam có nghiên cứu thứ hai nào lớn hơn, đây không để tài nhà nước, của anh Nguyễn Văn Đoàn và cô Hạnh ở Bệnh viện Bạch Mai, nhưng mà cũng thực hiện được cái đề 8 năm rồi. Họ mới nghiên cứu trên 7 vùng sinh thái khác nhau, đó là gì? Ví dụ như Nghệ An, Hải Phòng, đó như là Tây Nguyên, 7 vùng sinh thái khác nhau, và ra con số hen ở trẻ em là như thế này ạ. Hen ở tỷ lệ mắc chung của Việt Nam là 3,9 cho khoảng 4% đi, trong đó trẻ em có 3,2% và người lớn là 4,2%. Tuy nhiên một điều rất là đáng tiếc là đề tài lại không thực hiện được ở Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, là cái địa điểm mà mình cứ kỳ vọng là công nghiệp hóa phát triển thì lại hen rất cao thì lại không thực hiện được, và như vậy số hen này chỉ quanh khoảng 4%. Nhưng các bạn biết là Việt Nam lại là đất nước dân số trẻ, mình có 90 triệu dân, trong đó trẻ 40 triệu mà nhân với cả 4% số hen Việt Nam không phải ít, đúng không ạ? Chúng ta sẽ thấy như thế. Thế thì nào, hen theo định nghĩa
là viêm mạn tính đường thở. Thế thì khi mà các bạn nghĩ bệnh nhân hen phế quản thì chắc chắn đầu tiên bạn sẽ hỏi là gì ạ? Gia đình mình có ai bị hen không ạ? Bố mẹ có bị hen không? Ông bà có bị hen không? Thế chắc chắn. Thế thì cái yếu tố mà ta gọi là yếu tố di truyền hay yếu tố gọi là gia đình nó có liên quan rất nhiều đến chuyện hen phế quản. Thế nhưng mà bây giờ chúng ta cũng thấy là bây giờ có rất nhiều trường hợp hỏi ra bảo là không ạ, nhà cũng chả có ai bị hen phế quản cả, cũng không ai dị ứng cả. Một cái nữa là người ta thấy là hen này khởi phát khá muộn, chẳng hạn như là bệnh nghề nghiệp, trước tôi chẳng làm sao cả, khi tôi đến một cái vùng nào đó tôi làm việc với bụi chẳng hạn là tôi lại bị hen rất là nhiều. Thế thì người ta thấy là hen bây giờ là một sự phối hợp của yếu tố di truyền và yếu tố môi trường mà gây tình trạng viêm mãn tính đường thở. Nghĩa là đường thở cứ viêm âm ỉ, nhưng mà nó viêm âm ỉ đó thì trên lâm sàng chúng ta không thấy gì cả. Chúng ta toàn có tức máu bình thường, chúng ta làm chụp X quang tim phổi bình thường, nhưng chúng ta lại gọi là giải thích là viêm mãn tính đường thở. Vậy viêm mãn tính là cái gì? Đó chính là cái tổn thương của cái biểu mô phế quản này với sự thâm nhập của những cái tế bào viêm chứ phải những trùng, ví dụ như là bạch cầu axit, bạch cầu ơ kiềm, mastocyst, rồi tế bào đuôi gai, tế bào TH2. Hay nói nôm na, viêm này là một cơ sở để sau này chúng ta phòng bệnh. Thế thì chúng ta biết là khi mà viêm mãn tính thì sao ạ? Thì khi mà chúng ta bị viêm thì cơ thể chúng ta có phản ứng đối kháng lại, cho nên là hiện tượng tăng mẫn cảm đường thở. Rồi gì ạ? Khi mà đường thở nó tăng mẫn cảm, nó tăng viêm lên thì nó dày thành phế quản lên và nó làm hạn chế cái đường kính phế quản và gây ra giới hạn luồng không khí thở ra. Và khi giới hạn luồng không khí thở ra thì có triệu chứng lâm sàng là khò khè. Rồi khi bệnh nhân có những yếu tố khởi phát cơn hen cấp, chúng ta biết rồi là dị nguyên, là nhiễm khuẩn, là hít khói thuốc lá, là ô nhiễm môi trường, thay đổi tâm lý thì nó sẽ khởi phát cơn hen cấp và triệu chứng lâm sàng sẽ là khò khè, khó thở, ho, rồi là nặng, vân vân. Đấy là cơ chế, đây là cái nền tảng chúng ta điều trị dự phòng sau này. Thế thì chúng ta biết là hen là bệnh rất là phức tạp, biểu hiện bởi bốn đặc trưng chính là viêm mãn tính đường thở, là tăng mẫn cảm đường thở, là tắc nghẽn các mức độ khác nhau và có tái tại đường thở. Tôi sẽ xin phép trình bày từng vấn đề một. Chúng ta biết là viêm là nền tảng, viêm là nền tảng vì nó tồn tại và sau đó nó gây tăng mẫn cảm đường thở và tắc nghẽn đường thở và gây triệu chứng lâm sàng. Vậy thì cái gì quyết định viêm vừa rồi? Chúng ta cũng biết là tất cả các thể lâm sàng bệnh nhân đều có thể viêm mãn tính đường thở. Chúng ta thấy có tham gia của rất nhiều tế loại tế bào viêm. Nếu như cho các bệnh lý nhiễm trùng, chúng ta thấy tham gia của bạch cầu đa nhân trung tính. Thì ở đây chúng ta thấy là một cái dị nguyên khi vào cơ thể, nó đi qua nhận diện khi biểu mô đường thở bị tổn thương gãng, thì dị nguyên nó thâm nhập vào. Có cái tế bào trình diện kháng nguyên đầu tiên đó, đấy là tế bào tua gai. Sau đó tế bào tua gai nó mới phân tích cái tế bào này ra, mới đưa đến một cái tế bào là TH2, là tế bào liên quan đến dị ứng. Anh chị học cái tua dị ứng thì thấy là liên quan đến tế bào dị ứng này. Và cái tế bào thứ hai này nó mới tiết ra một loạt các cytokine liên quan đến quá trình tăng mẫn cảm khi dị ứng, đó là cytokine interleukin 4, 5, 13 và nó hoạt hóa các tế bào tua axit, mastocyst. Chúng ta cũng biết là sốc phản vệ là cơ chế hoạt động của mastocyst, tức là khi tế bào mastocyst này vỡ ra và nó giải phóng ra một loạt những chất trung gian như là histamine, bradykinin này, tryptophan này và tất cả những cái số này nó gây kích thích và nó gây hiện tượng viêm phù nề, co thắt đơn sơn phế quản và nó kích hoạt toàn bộ quá trình viêm lên. Đấy, như vậy là một quả dây chuyền bệnh lý liên quan đến viêm dị ứng và chúng ta sẽ tăng xuất tiết đờm dãi này, kích thích vào dây thần kinh gây coi tăng co thắt phế quản này, dày cơ chân phế quản này lên này, tăng tiết dịch. Thế thì chúng ta cũng biết là đây là chúng ta thấy có các tế bào tua gai này, đầu tiên là dị nguyên này, kích thích tế bào tua gai này, hoạt hóa TH2 và hoạt hóa tế bạch cầu axit này, tế bào dưỡng bào này và sau đó nó sao ạ? Nó kích thích cái sợi thần kinh nhạy cảm đấy ạ. Và nó gây tăng tình trạng mẫn cảm đường thở, tăng co thắt. Rồi tăng quá trình viêm phù nề do viêm này, phù nề này, thoát mạch ra này, làm tăng tiết thức nhầy này, rồi làm sao? Tăng tiết thức nhầy lên và nó làm tắc nghẽn đường thở này, tăng sơ hóa này. Đó, tăng co thắt phế quản và sao ạ, dày dần và quá trình nó cứ dày dần lên rồi đường thở nó hẹp dần nên bệnh nhân hen phế quản chúng ta sẽ thấy là có hiện tượng là gì ạ, hiện tượng là chức năng hô hấp giảm dần theo thời gian. Thế thì viêm đường thở gặp ở tất cả mọi độ của hen dị ứng cũng viêm, hen không dị ứng cũng viêm. Trước đây chúng ta nghĩ là hen là phải dị ứng, như tôi nói yếu tố môi trường rất là nhiều và hen không dị ứng mới là một vấn đề chúng ta phải suy nghĩ. Và viêm ở mọi mức độ, từ nhẹ đến nặng, từ hen dị ứng hay không dị ứng, và viêm là một sự bất thường của các cái tế bào viêm
và các thành phần tế bào, hay nói nôm na là các cytokine như tôi vừa trình bày, 4, 5, 9, 13 các yếu tố kích hoạt quá trình dị ứng. Thế vấn đề thứ hai là tăng mẫn cảm là gì? Là tình trạng đường thở tăng đáp ứng với các dị nguyên đặc hiệu và không đặc hiệu. Bình thường là chúng ta có histamine là chúng ta ngứa, đúng không ạ? Thế thì chúng ta tăng mẫn cảm histamine. Nhưng thậm chí không phải histamine, tăng mẫn cảm dị nguyên không đặc hiệu, chúng ta cũng tăng mẫn cảm đường thở. Và cái hiện tượng tăng mẫn cảm đường thở này không những chỉ gặp ở người bị hen phế quản mà còn gặp ở người bình thường. Tuy nhiên, nếu như 90% bệnh nhân hen phế quản có hiện tượng tăng mẫn cảm đường thở thì chỉ có 10% bệnh nhân người bình thường có hiện tượng tăng mẫn cảm đường thở thôi. Chúng ta sẽ xem một chút về cái đường thở. Chúng ta sẽ nhìn giải phẫu. Một cái đường thở bình thường chúng ta sẽ thấy là có hai đường kính trong là lòng phế quản và đường kính ngoài nghĩa là lòng đường phế quản, cái đường kính lớn. Thì như vậy bình thường đây là đường bình thường. Trong cơn hen cấp thì có hiện tượng thứ nhất là viêm, nó xuất tiết các đờm dãi, nó phù nề, nó dày toàn bộ cái đường thở này, nghĩa là đường kính trong hẹp và đường kính ngoài cũng hẹp. Vì sao? Vì nó co thắt hết, đường kính ngoài cũng hẹp. Còn cái bệnh nhân ngoài cơn hen cấp thì nó vẫn có hiện tượng phù nề, nó vẫn có hiện tượng viêm, nhưng nó phù nề, không có hiện tượng co thắt, cho nên là đường kính ngoài vẫn là ổn, đường kính trong là hẹp. Và đây là cơ chế tại sao chúng ta phải dùng viêm ngay cả khi bệnh nhân không có cơn hen cấp, chúng ta phải điều trị chống viêm. Chúng ta sẽ nhìn lại một chút, đúng không ạ? Đây, trong cơn hen cấp chúng ta thấy không ạ? Hai cái đường kính đường thở khác hẳn nhau, nó dày thế này và xuất tiết rất là nhiều đờm dãi như thế này và nó co thắt phế quản rất là rõ. Thế một phần đấy nữa là cái hen nó cùng nó gây hậu quả là gì? Hậu quả tái tạo đường thở. Chúng ta cũng biết là khi mà tôi nói ví dụ chúng ta bị một vết thương, là sao ạ? Chúng ta sẽ có trình liền, có trình tạo sẹo. Và nếu mà có nhiều lần viêm thế, sẹo nó cứ lồi dần lên. Đây cũng như thế, quá trình tái tạo là chúng ta có viêm thì bắt đầu hậu rỗ sơ lại hình thành. Thế cái lần nào, trong lần hai nó trồng dần lên, nó dày dần lên. Thế vậy viêm nó làm cấu trúc đường thở thay đổi và nó cứ sơ hóa tăng dần lên để chống lại những cái tác nhân dị ứng. Thế vì thế mà nó thay đổi cấu trúc về mô bệnh học và làm nó cứ lồi dần đường thở và nó chức năng hấp mình nó cứ tăng dần. Thế thì tái tạo lại đường thở là gì? Là tăng sinh các tế bào có chân, tăng sinh sơ hóa dưới biểu mô, tăng sinh mạch máu, phì đại cơ trơn của dưới. Tóm lại là cứ chống lại những áp lực từ bên ngoài và nó gọi là tăng sức cản đường thở lên, tái tạo lại đường thở là như thế. Thế chúng ta xem một chút cái hình ảnh rất là dễ hiểu thôi ạ. Đây là đường thở bình thường. Chúng ta có lớp biểu mô, tức là tế bào biểu mô phế quản đấy ạ, màu xanh xanh. Chúng ta có lớp dưới biểu mô đây ạ, đúng không ạ? Chúng ta có màng đáy đấy ạ và lớp cái cơ trơn phế quản, đây là lớp màng đáy và đây là thành cơ trơn phế quản. Thế khi trong cái cơn hen cấp và trong bệnh nhân hen phế quản thì sao ạ? Nó tái tạo lại đường thở, chúng ta thấy không ạ? Nó dày hết cả lên, nó giam nhở, nó không đều nữa, nó bất thường, nó dị dạng và chân nó phát triển lên. Rồi thì ạ, cái lớp màng đáy nó dày dần lên, cơ trơn bình thường mỏng này, giờ dày đến này. Và đây ạ, và thành các thành tuyến nó tăng sinh. Thì bản thân cái diện tích nó tăng thì nó lồi vào lần vào phế quản. Và câu chuyện là đường thở nó hẹp dần theo thời gian. Và viêm nó cứ tiến triển. Và như nói chúng ta nói là bệnh dị ứng lại không khỏi, chúng ta chỉ làm ổn định thôi, chứ chúng ta không thể nào làm cho nó biến mất hoàn toàn được. Đó là cơ địa chúng ta. Nhưng đây là cơ chế tại sao chúng ta phải điều trị dự phòng chống hen phế quản như thế. Thế thì bây giờ chúng ta đã biết hen rồi. Và khi mà bệnh nhân vào viện thì câu chuyện của bố mẹ bệnh nhân là thế nào ạ? Bác làm thế nào để mà cháu khỏi hẳn, cháu sẽ không lên cơn hen nữa? Đấy là kỳ vọng rất mong muốn của bố mẹ bệnh nhân. Vậy thì khi nào bệnh nhân lên cơn hen phế quản? Anh chị hỏi bố mẹ bệnh nhân. Bố mẹ bệnh nhân trả lời là gì ạ? Dạ, khi nào mà thay đổi thời tiết thì em sẽ thấy con em lên cơn hen phế quản, đúng không ạ? Khi nào em chạy, con em chạy nhiều mệt lắm thì lên cơn hen phế quản. Thế thì chúng ta sẽ thấy là có rất nhiều yếu tố khác nhau, cho nên người ta đang tranh luận là hen là một bệnh hay là một hội chứng. Hội chứng là cái gì? Hội chứng là nhiều triệu chứng giống nhau xảy ra một bệnh, còn bệnh là một cái tổn thương tổng thể cụ thể. Thế nhưng nếu chúng ta bệnh viêm phổi thì nguyên nhân có thể là vi khuẩn, virus, ký sinh trùng, hay nói nôm na đều là nguyên nhân liên quan đến vi sinh vật. Nhưng mà hen thì sao ạ? Virus có thể khởi phát cơn hen, dị nguyên chả liên quan đến virus cũng khởi phát cơn hen, rồi gắng sức cũng khởi phát cơn hen, rồi ô nhiễm môi trường, thậm chí thay đổi cảm xúc, tức là rất nhiều yếu tố khác nhau đều có gây tình trạng tăng mẫn cảm đường thở, đều kích thích những cái nền viêm có sẵn. Đấy, cho nên hen là bệnh khá khó chữa. Cho nên chúng ta cũng không ngạc nhiên là bệnh nhân này thì điều trị kiểu này, bệnh nhân kia thì điều trị phác đồ lại phải khác. Chúng ta phải đi đến cá thể hóa điều trị từng bệnh nhân. Vì có bệnh nhân chỉ có một virus khởi phát cơn hen, có bệnh nhân rất nhiều yếu tố khởi phát cơn hen khác nhau. Thế thì có rất nhiều dị nguyên.
người ta chia là nói hay là nói dị ứng, các bạn không biết ở nhà mình có yếu tố gì dị ứng không nhỉ? Thế thì ta sẽ chia ra nhóm dị ứng trong nhà và dị ứng ngoài nhà. Dị ứng trong nhà cái yếu tố hay gặp nhất chính là cái gì ạ? Chính là mặt nhà. Mặt nhà là cái gì? Là cái con nó sống bằng cái gì ạ? Bằng cái lông vẩy của chúng ta bong ra hàng ngày ấy. Cho nên nó sống ở trong cái bụi trong cái giường chiếu chúng ta và cái bong sóc vẩy ra chúng ta, nó ăn như thế, nó sống ăn cái tóc, ăn cái vẩy tóc của chúng ta vẩy ra người, và nó chiếm tỷ lệ càng cao thì nguy cơ chúng ta dị ứng càng nhiều. Gì nữa? Những dị nguyên trong nhà, ví dụ như cái lông súc vật chúng ta nuôi trong nhà, lông chó, lông mèo này ạ. Rồi sau nhiễm virus, dán. Đặc biệt là nói là ở những cái nước mà nó kém phát triển, ở những vùng mà gọi là ổ chuột ấy, thì cái tỷ lệ bệnh nhân mà dị nguyên dị ứng dán, như tôi xin trình bày là đây không phải là dị ứng với con dán, mà là dị ứng với dị nguyên trong cái phân dán, phân con dán chứ không phải dị nguyên con dán. Thế người ta thấy này này, cái dị nguyên nó tồn tại trong cơ thể rất là lâu, trong một cái thảm của mình là cái chỗ mà con bại mặt nhà Dashmai đã ở. Thế thì bây giờ ví dụ tôi nói này, ví dụ tôi bảo là tôi thay ga, tôi giải làm sạch hoàn toàn cái ga đó, thì tôi hỏi là bao nhiêu lâu sau thì cái lợn dị nguyên nó ra khỏi hết khỏi nhà mình? Thì nó phải 6 tháng sau hết, chứ không phải là như thế này tôi lau nhà là 2 ngày sau nó bình thường. Đấy là giải thích tại sao nhưng vẫn có những lên cơn hen, bởi vì tình trạng dị nguyên trong nhà rất là cao. Đây là dị nguyên trong nhà. Dị nguyên ngoài nhà là gì? Là phấn hoa, chúng ta có mùa hoa sữa, rất nhiều phấn hoa ở nước ngoài, ô nhiễm môi trường, thay đổi thời tiết. Nghĩa là yếu tố dị nguyên rất đa dạng và không cấm đứa trẻ có vài dị nguyên gây thể tắc nhân cấp, chứ không phải một yếu tố gây tắc nhân cấp. Đó, chúng ta sẽ thấy cho nên là nó thay đổi từ từng đợt, thay đổi từ từng nguyên nhân, từng cái cường độ khác nhau. Thế thì khi nói đến hệ phế quản, các bạn sẽ nghĩ ngay là ôi tôi bị dị ứng cái này, ôi tôi hít phải cái kia. Câu hỏi là yếu tố nào là yếu tố khởi phát tắc nhân cấp hàng đầu? Thì xin chị mời các anh chị, là cái gì to nhất, là khởi phát nhiều nhất? Đấy là virus. À, bệnh lý hô hấp, chúng ta có viêm phế quản phổi hay gặp nhất là do virus. Viêm tiểu phế quản là do virus hô hấp. Và hen phế quản thì khởi phát hàng đầu cũng là virus. Như vậy virus là khởi đầu các bệnh lý hô hấp. Đấy là điều chắc chắn. Cái yếu tố khởi phát thứ hai hay gặp, nó là gắng sức, đứa trẻ chạy nhảy nên cơn khó thở. Còn dị nguyên là yếu tố thứ ba, đúng không ạ? Và nó rất nhiều bệnh nhân có nhiều yếu tố khởi phát, và đặc biệt hen nó sẽ nặng ở những bệnh nhân có cơ địa béo phì, đúng không ạ? Đấy, chúng ta sẽ nhìn thấy lại có cái bức tranh về hen nó sẽ khác một chút so với khái niệm chúng ta. Thế thì chẩn đoán hen phế quản có khó không? Không khó lắm, theo tôi thì không khó lắm. À, nhưng mà chúng ta cần phải chẩn đoán hen cũng như là phân mức độ nặng để có thái hiệu điều trị và dự phòng kịp thời. Bởi vì hen ở trẻ em khỏi hẳn không khỏi hẳn, nó có giai đoạn lặng 10-15 năm. Có 10-15 năm, đứa trẻ một đứa trẻ hen bình thường, chúng ta thấy là trong một cái tiến triển tự nhiên của nó ấy, thì đến khoảng 5 tuổi thì khoảng 75% đứa trẻ các triệu chứng hen gần như thuyên giảm. Rồi đến tuổi dậy thì nó thuyên giảm 20% nữa, nhưng đến tuổi mãn tính chỉ còn 5% so với tuổi đẻ ra, so với tuổi lúc 1-2 tuổi thôi. Tuy nhiên lại có cái nhóm 5-6-7 tuổi bắt đầu xuất hiện hen đó. Thế thì chúng ta sẽ thấy là cái tiến triển của nó có vẻ như là gần như khỏi hẳn, nhưng nó sẽ quay trở lại sau 40 tuổi. Nhưng mà 40 tuổi chúng ta không còn cái nhóm đấy nữa, đúng không ạ? Nó thuộc về người lớn rồi. Thế chúng ta sẽ thấy là chuẩn đoán hen, lúc đấy chúng ta định nghĩa rồi, hen là bệnh có các tiền sử ho, khò khè, khó thở, nắng ngực và thay đổi chức năng hô hấp. Và cái gì chức năng hô hấp đó cho nên sao ạ? Cho nên nó lại phải chỉ thực hiện ở những trẻ phối hợp thôi, hay nói nôm na là trẻ trên 5 tuổi. Chính vì thế mà phân loại chẩn đoán có thể giữa cái trên 5 tuổi và dưới 5 tuổi. Thế thì tôi cũng cập nhật cái GINA mới nhất năm 2019. Thì nó chia làm hai cái nhóm để mà triệu chứng để chẩn đoán hen phế quản. Thứ nhất là triệu chứng hô hấp, phải có ho, khó khè, khó thở, nắng ngực, đúng rồi. Và thường bệnh nhân phải có hơn một triệu chứng. Nghĩa là không biết bệnh nhân được có 4 triệu chứng này. Bởi vì ví dụ đứa trẻ nhảy 2 tuổi thì không thể bảo là cháu rất nặng ngực được, đúng không ạ? Nhưng đứa trẻ thì thường có trên 2 triệu chứng, phải ho, khó khè, khó thở, khó khè, ví dụ cái trên 2 triệu chứng, có 3 triệu chứng xảy ra thì thay đổi theo thời gian, tức là cái thời điểm càng lớn thì càng giảm đi, có những đứa trẻ càng lớn thì càng nặng lên, ví dụ như thế. Cường độ mỗi cơn khác nhau, lần thì nhẹ, lần thì nặng, và triệu chứng thường kinh điển là xảy ra nửa đêm về sáng. Thế thì nữa, triệu chứng thường xảy ra sau tiếp xúc với một số yếu tố khởi phát thuận lợi, ví dụ sau gắng sức, đúng không ạ? Sau thay đổi cảm xúc, đứa trẻ rất là cười nhiều, sau hít phần cái dị nguyên gì đó,
hoặc là sau khi nhiễm lạnh, sau cảm lạnh chẳng hạn, hoặc là xấu đi sau nhiễm virus. Chính vì thế bố mẹ hay nói là gì ạ? Sau một đợt cảm cúm là con em bắt đầu lên cơn hen. Đó là sau một đợt nhiễm virus, đúng không ạ? À, đứa trẻ thay đổi cảm xúc. Đây là vấn đề các anh chị rất là lưu ý. À, người ta đã có những nghiên cứu rất là hay. Chẳng hạn như ở bên Úc, tháng 9 hàng năm nếu nhập viện thì trước đấy một tuần tỷ lệ đứa trẻ lên cơn hen rất là nhiều. Chẳng thay đổi thời tiết gì cả. À, rõ ràng khi trẻ đi học thì sao ạ? Đứa trẻ sẽ có một cái áp lực một chút về gì ạ? Về phải dậy sớm đi học. Tôi nói ví dụ thế, nó sẽ có áp lực về làm bài một chút. Các tự dưng đứa trẻ nó lo lắng và người ta thấy là à, những thay đổi cảm xúc, lo lắng, trầm cảm cũng có thể lên cơn hen cấp. Thế, thế vấn đề thứ hai về lâm sàng xong là các bằng chứng của luồng thông khí thở ra, nghĩa là chúng ta đo chức năng hô hấp, mà cái quan trọng nhất trong chức năng hô hấp là FEV1 hay gọi là thể tích thở ra tối đa trong giây đầu tiên thì nó giảm rất là rõ. Ở bình thường ấy, thì ở người lớn ấy, thì nó nói là giảm 80%, dưới 80% so với người bình thường. Thì ở trẻ em nó mới, so với người lớn hẹn trẻ em vẫn là mới. Ở người lớn là 5 năm, 7 năm, 10 năm, trẻ em thì 1 năm, 2 năm vẫn là mới. Thì chức năng hô hấp chỉ giảm dưới 90% đã có giá trị rồi. Và vì thế mà FEV1 nó giảm, cho nên cái tỷ số FEV1 trên FVC phải giảm. Và nó có bằng chứng của thay đổi chức năng hô hấp cao hơn với người bình thường. Thế nào là bằng chứng thay đổi? Nghĩa là người ta sẽ làm test hồi phế quản với Ventolin, thuốc giãn phế quản. Thế người bình thường dùng thuốc giãn phế quản, chức năng hô hấp nó tăng không ạ? Có chứ, để tăng ít thôi, 5-7% thôi. Thế nhưng người hen phế quản là nó phải tăng trên 12% thì mới gọi là nó bị co thắt. Chứ còn bình thường ai dùng thuốc giãn phế quản chả tăng. Thế nhưng mà đúng không ạ? Thế thì ta thấy là FEV1 tăng trên 12% so với dự đoán hoặc và trên 200ml thì gọi là test phục hồi phế quản dương tính hay gọi là phòng giãn phế quản. Đây là test cực kỳ có giá trị để chẩn đoán hen phế quản. Tuy nhiên như tôi nói lại chỉ dùng được trẻ lớn, với trẻ nhỏ lại không có tác dụng gì cả bởi vì nó không làm được cái thở ra cái suất. À, đo chức năng hô hấp thì không phải nhiều cơ sở y tế có, nhưng mà chúng ta sẽ nhìn vào cái biểu đồ này, chúng ta sẽ thấy chức năng hô hấp để chúng ta tìm thấy rất rõ. Bệnh nhân hít vào áp lực âm ở dưới này và thở ra áp lực dương. Đấy, đây là bình thường. Bình thường là hít vào, thở ra. Đấy. Thế thì cái bệnh nhân hen phế quản ấy, khi hít vào ấy, thì nó không được không khí bằng như bình thường nữa, chưa được bằng 8% bình thường. Thì cái đường nó lõm, gọi khuyết hình, gọi là hình thìa này, lõm cong này. Tức là bạn nhìn cái biểu đồ biến thiên và chỉ thấy khuyết cong hình thìa này là bạn đã biết là bệnh nhân này có bị tắc nghẽn đường thở mãn tính. Chỉ nhìn cấu trúc đường thở đã nhìn thấy như thế rồi, đúng không ạ? Chúng ta sẽ nhìn kỹ hơn về tách hồi phế quản. Đây ạ, bệnh nhân hít vào và thở ra, chúng ta nhìn thấy không ạ? Bình thường, đường màu đỏ là đường bình thường. Đứa trẻ thở ra gắng sức tối đa đây và sau đó thở ra tối đa kéo dài. Thế ta tính là sau một giây FEV1 là thở ra sau một giây, đây điểm một giây, thì nó nối kéo ngang ra là điểm này, thì đứa trẻ đã được thở ra là 2.7 ml. Thế bây giờ tôi mới làm test phục hồi phế quản, nghĩa là tôi cho bệnh nhân xịt Ventolin và 15 phút sau tôi đo lại. Thì 15 phút sau đo lại thế ạ, cái đường mà cao hẳn lên và nó không bị lõm lúc này, khi đường này nó khuyết cái này, nó thẳng liên tục cái này và FEV1 ở đây, thì tôi cũng đối chiếu ra thì sau đây là FEV1 đây, thì nó đã lên được 3.3, nghĩa là nó thay đổi 18.5%, đã thay đổi trên 12% để nói là test phục hồi phế quản dương tính. Đây là bằng chứng hen phế quản. Và xin trình bày là cái test này xảy ra ngoài cơn hen cấp. Trong cơn hen cấp là đương nhiên rồi, nhưng ngoài cơn hen cấp nó lại có biểu hiện thế này, nghĩa là các bệnh nhân từ đâu đến, bệnh nhân rất xa, không có triệu chứng lâm sàng gì cả, có tiền sử ho khò khè cái đây 1-2 tháng, mình muốn khẳng định hen phế quản mình phải đo chức năng hô hấp và làm test ở cái thời điểm nhân không có triệu chứng lâm sàng, đúng không ạ? Đấy, vì nó viêm mãn tính lúc nào cũng tồn tại cả. Thế thì người ta sẽ thấy là một dụng cụ thứ hai đơn giản hơn là đo peak flow, tức là không, cái máy rất là to, peak flow chỉ là cái cầm dụng cụ cầm tay hàng ngày thôi, người ta xem từ là cái biến đổi trong ngày từ sáng đến chiều. Thực ra peak flow nó có biến đổi trong ngày nhưng nó dao động. Peak flow là người ta thở ra tối đa, thở ra tối đa một lần thôi, mình chỉ có một cái dụng cụ thở ra tối đa trong một lần. Thế thì bình thường nó dao động không quá 10%, nghĩa là buổi sáng buổi chiều mình thở thật mạnh ra một cái như thổi nến thật mạnh ra. Nhưng nếu đứa trẻ mà dao động trên 13% là đứa trẻ được có nguy cơ sáng với chiều, thì chúng ta biết chuyện hô hấp ở buổi tối nó cũng giảm hơn một chút. Và như vậy chúng ta thấy là một cái gì nữa để khẳng định hen FEV1 tăng trên 12% và tăng 200ml sau giá trị ban đầu, hoặc là gì, hoặc là có những bệnh nhân nó lại không thay đổi, bệnh nhân nó không làm được gắng sức không thay đổi, thì người ta cho phép
bạn điều trị dự phòng thử 4 tuần. 4 tuần nếu chúng ta đã loại trừ hết các bệnh nhiễm trùng rồi, loại trừ hết các bệnh dị dạng rồi và điều trị sau 4 tuần bệnh nhân không có triệu chứng lâm sàng, chức năng hốc cải thiện sau 4 tuần thì đấy cũng là một hình thức để chẩn đoán hen phế quản. Thế thì vậy thì chẩn đoán Gina là gì? Thay đổi nhiều vượt hơn, lớn hơn các lần đánh giá thì chẩn đoán càng chắc chắn, lần nào cũng thay đổi là chắc chắn nhưng ít nhất là có một lần thay đổi. Thứ hai là thăm dò nên lặp đi lặp lại vào sáng sớm hay sau khi sử dụng giãn phế quản, nghĩa là đánh giá trước và sau dùng thuốc giãn phế quản. Và nếu cơn hen cấp nặng thì không thấy nữa, bởi vì sao? Cơn hen nặng là chức năng hô hấp đã giảm tối đa rồi, mình đã đang bệnh nhân đã không thở ra gắng sức được rồi, mình đã bắt nó làm chức năng hô hấp là mình đã lên cơn khó thở nữa, cho nên người ta không khuyến cáo làm chức năng hô hấp khi bệnh nhân đang cơn hen cấp nặng. Cho nên chúng ta cũng không thấy cái test đấy dương tính, nhưng trước khi ra viện sau này một vài tuần ta đo lại ta sẽ thấy test của bộ phế quản dương tính. Nếu phục hồi phế quản không thấy ở lần thăm dò đầu thì phụ thuộc thêm vào những cái thăm dò khác hiếm hơn, ở Việt Nam không có nhiều tuần vào viện kích thích phế quản. Ví dụ như ta có thể biết những cái chất kích thích cao thấp phế quản là gì ạ? Là metacolin và histamine. Nhưng mà ở mình thì tôi nghĩ là chỉ có người lớn và trẻ em cũng ít khi dùng. Một cái test thứ hai ở viện nhi có là đo MNO đường thở, nhưng mà cũng không thường xuyên, có thể đo máy IOS đo tạo sức cản đường thở. Tuy nhiên trong trường hợp này khó, tôi khuyến cáo là về các bệnh viện trung ương, bởi vì cũng không phải nhiều cơ sở. Khi mà mình có thể làm phối hợp là test lấy da, là IgE, tất cả đấy là hỗ trợ trong trường hợp IgE cái chức năng hô hấp nó không toàn diện, nó không đặc hiệu thì chúng ta cần cách hỗ trợ khác để phối hợp vào. Một vấn đề hay hơn là hen trẻ nhỏ. Trẻ nằm viện thì thường là trẻ nhỏ. Tại sao lại thế? Vì trẻ lớn nhá, đến cấp cứu lưu nhá, khí dung xong đi về cũng chả cái gì phải nằm viện, trừ khi nó quá nặng, nó còn đi học và thai nó thấy cũng ổn rất là nhanh. Thế nhưng mà trẻ nhỏ chẩn đoán hen cực khó. Thứ nhất, dễ nhầm viêm phổi. Trẻ lớn ít khi viêm phổi. Thứ hai là trẻ nhỏ thì không đo được chức năng hô hấp, chả có gì gọi là vàng cả để chẩn đoán cả. Chúng ta thấy là đây là một thách thức, đúng không ạ? Và chẩn đoán thì dựa vào khò khè tái đi tái lại hoặc dai dẳng. Thế nào cái đề lại? Nghĩa là ít nhất nó phải có khoảng 3 cơn trong vòng 1 năm, chứ không phải tái đi tái lại. Nghĩa là năm nay một cơn, năm sau một cơn, năm sau nữa một cơn để gọi là tái đi tái lại thì không đúng, mà gọi là 1 năm ít nhất phải 3 cơn. Hoặc dai dẳng nghĩa là nó phải cái đợt khò khè ít nhất là 15 ngày, chứ không phải là khò khè 5 phút xong lại khỏi, xong năm cứ lại bảo là khò khè dai dẳng. Và luôn luôn nhớ câu là phải phân biệt nhìn thì khò khè khác, đấy là câu bắt buộc phải nhớ, bắt buộc phải nhớ. Thế chúng ta sẽ xem một chút là vậy trẻ em có những dạng khò khè gì, những dạng khò khè gì. Thế thì người ta mới nghiên cứu của Tucson trên khoảng 1200 đấy trẻ, người ta mới nghiên cứu hồi cứu lại. Thực ra muốn biết khò khè gì thì phải kết thúc mới biết là khò khè kiểu gì, chứ bây giờ mới phân khò khè đầu tiên lại biết khò khè kiểu gì thì hơi khó quá. Tuy nhiên chúng ta sẽ thấy như thế này, có nghiên cứu đến trẻ từ đẻ ra đến 12 tuổi, chúng ta xem là cái mô hình mỗi đứa trẻ nó tiến triển ra khò khè thế nào. Thế là trẻ em có 3 dạng khò khè chính. Khò khè thứ nhất là khò khè khởi phát sớm, nghĩa là trong 1-2 tháng đã khởi phát khò khè rồi, lúc 1 tuổi là chủ yếu, và sau đó đến 2 tuổi trở đi là thấy chả khò khè nữa, vật hút luôn, chả khò khè gì cả. Đấy là kiểu hình thứ nhất. Điều hình thứ hai là khò khè khởi phát muộn hơn một chút. Nó ở trên đứa trẻ không có cơ địa dị ứng, nó thường ở bị lúc 2-3 tuổi và đến sau 6 tuổi nó chẳng khò khè nữa, khỏi hoàn toàn. Một nhóm thứ ba là khò khè khởi phát muộn hơn, khoảng 1 tuổi nó bắt đầu bị, tăng dần sau 3 tuổi và cứ bị mãi thì nó liên quan chẳng dị ứng. Thế nếu như cái mô hình khò khè đầu tiên thoáng qua này nó liên quan đến gì? Giảm chức năng hô hấp. Chúng ta có đo được chức năng hô hấp ở trẻ 1 tuổi, 2 tuổi đâu. Thế thì người ta thấy là ở nước ngoài người ta có thể đo được cái sức ép của đường thở, đo được chức năng hô hấp ở trẻ 1 đến 2 tuổi. Và người ta thấy là cái khò khè sớm thoáng qua này thường liên quan đến bà mẹ bị nhiễm khói thuốc lá hoặc là hút thuốc lá hoặc là ô nhiễm môi trường, nó ảnh hưởng đến cái thể tích phổi ngay sau khi đẻ. Và những cái đứa trẻ này này, cái khi đẻ ra cái đường thở nó hẹp hơn bình thường, nó gây khò khè sớm. Nhưng dần dần nó trẻ thích nghi được, nó hết khò khè. Nhưng rất không may đứa trẻ này là đến 40 tuổi đứa trẻ đấy nó bắt đầu phát triển COPD sau này. Nhưng 40 tuổi chúng ta lại chả đánh giá, chúng ta chả biết cái nhóm này. Cái nhóm thứ hai ấy, là cái nhóm gì ạ? Khò khè mà không liên quan cơ địa dị ứng. Nhóm khò khè này thường là khò khè sau nhiễm virus. Ví dụ như sau nhiễm virus vào hô hấp chẳng hạn. Thấy cái khò khè kéo dài. Sau đó thì khoảng 4-5 tuổi chúng ta thấy nó giảm dần và không có cơ địa dị ứng. Thì người ta gọi là cái nhóm khò khè này thường không liên quan đến hen phế quản. Và nhóm thứ ba là khò khè phát muộn, tồn tại sau 3 tuổi liên quan đến dị ứng. Thì cái nhóm khò khè này chắc chắn sẽ liên quan đến hen phế quản. Đấy, như vậy là mô hình, mặc dù mô hình chúng ta phải nhìn ngược trở lại, chúng ta cũng tiên lượng được, hỏi tiền sử, hỏi
bố mẹ có hút thuốc lá hay không, hỏi tiền sử có dị ứng hay không, chúng ta cũng tiên lượng đứa trẻ này sẽ phát triển có cái theo kiểu gì. Gì nữa? Thế thì chúng ta chỉ biết là khò khè, chẩn đoán được khò khè là khi nào? Khi mà tái đi tái lại, nhất là sau những virus đường hô hấp trên. Và thực ra xuất hiện cơn hen cấp đầu tiên cực kỳ khó. Khi mà đứng trước là bệnh nhân khò khè, chúng ta thường nhận định là khò khè thế là xong. Chúng ta phải xác định khò khè này là lần thứ mấy. Khò khè này là một yếu tố khởi phát, ví dụ sau nhiễm virus khò khè, hay là nhiễm virus cũng khò khè, hay là sau gắng sức cũng khò khè, khởi phát sớm trước 6 tháng, hay là khởi phát muộn 7-8 tuổi, và giữa đợt khò khè nó trẻ có hoàn toàn bình thường hay không. Thế thì chuẩn đoán hen dựa vào gì? À, dựa vào khò khè. Khi nhân vào viện thì thường lại là khó thở, cho nên chúng ta lại quên hẳn cái chuyện khò khè đi. Chúng ta cứ tưởng nghĩ là ho này, khó thở này, nhưng cái chuyện chứng khò khè nó sẽ tồn tại rất là lâu. Và chúng ta đã xử trí khó thở trong vòng 24 giờ đầu rồi. Khò khè rất là lâu, chúng ta thấy là khò khè hay ho sau gắng sức, sau cười, sau khóc, không có dấu hiệu của những khuẩn hô hấp, có tiền sử bố mẹ anh chị em dùng dị ứng, và triệu chứng lâm sàng cải thiện sau 2-3 tháng dự phòng, nghĩa là chỉ cho phép điều trị dự phòng thử trong trường hợp khó khè mãi không phải nhiễm trùng thì xem nó có tiến triển tốt hay không. Thế và chúng ta luôn luôn đặt ra chuẩn đoán phân biệt, và rất nhiều trường hợp nó đã giống thế rồi nhưng cuối cùng nó lại cũng không phải là hen phế quản. À, chúng ta chẳng hạn trẻ nhỏ khó khè hay gặp nhất là viêm tiểu phế quản, ví dụ thế, những cái dị vật đường thở bỏ quên, à, những cái dị tật mạch máu vòng mạch bẩm sinh đúng không ạ, rồi những cái thâm nhiễm mạch cầu ái toan. Đặc biệt lưu ý trào ngược với thực quản, có thay khó khè sớm, đẻ ra nó khó khè rồi, 1-2 tháng nó khó khè rồi, rồi những suy giảm lưỡi bẩm sinh hiếm thôi, những bệnh khó khè tái lại hoặc kéo dài. Thế thì bệnh nhân thì vào viện và rất băn khoăn là con mình thế này có được chữa khỏi hoàn toàn không, sau này phát triển thành hen không, thì người ta có một cái chỉ số nó gọi là asthma predicted index, tức là chỉ số tiên đoán hen, nghĩa là nếu thời điểm này khó khè thì sau này có thể hen hay không, thì người ta dựa vào một cái chuẩn chính, hai chuẩn phụ. Nếu chính là cha hoặc mẹ, bố mẹ đẻ có bị hen, hoặc đứa trẻ này có tiền sử ra cơ địa, hoặc đứa trẻ có dị ứng dị nguyên đường hô hấp chẳng hạn như hết phấn hoa bụi nhà rất là rõ đứa trẻ bị hen, hoặc phụ là khó khè không liên quan cảm lạnh, nghĩa là không hắt hơi sổ mũi cũng khó khè, bạch cầu axit trong máu trên 4%, hoặc dị ứng thức ăn, thì ta nói là nếu có một chính hoặc hai phụ ở đứa trẻ dưới 3 tuổi có trên một đợt khó khè mà có một triệu chứng hoặc hai triệu phụ kèm theo cái dấu hiệu này thì có nguy cơ bị hen lúc 6-13 tuổi cao gấp 4-10 lần đứa trẻ có triệu chứng âm tính, tiên đoán đứa trẻ sau này sẽ bị hen. Cái gì chúng ta tiên đoán trước thì bố mẹ bệnh nhân sẽ tin tưởng, còn chúng ta không nói thì bệnh nhân cứ thấy lúc nào chẳng vào viện dùng kháng sinh liên tục, dùng thuốc ho liên tục, đúng không ạ? Thế thì bệnh nhân vào viện chẩn đoán hen thì đúng rồi, nhưng bệnh nhân vào viện thì lại vì cơn hen cấp chứ không phải là vì bệnh hen. Thế triệu chứng nó vẫn như thế thôi, ho, khò khè, khó thở, nặng ngực, nhưng nó thường sau một cái yếu tố người ta gọi là tắc hơi, sổ mũi, ngứa mũi, chảy nước mũi trong, hay nói nôm na như tôi nói gì ạ, yếu tố khởi phát hàng đầu là sau nhiễm virus, thì đây chính là hội chứng viêm long đường hô hấp trên, đúng không? Trẻ có ho, hắt hơi, sổ mũi, chảy nước mũi trong, và những dấu hiệu này là tiền triệu, và từ sáng mới đang hắt hơi sổ mũi thì buổi tối đã ho, khò khè, khó thở, nặng ngực, đúng không ạ? Gì nữa, ở thực thể thì rõ ràng ở trẻ bé chúng ta rất là khó, chúng ta chỉ chủ yếu thấy cái đường thở chít hẹp, chúng ta thấy răng rít, răng ngáy, đúng không ạ? Thì thở ra kéo dài, và phổi thì nếu trẻ lớn thì gõ vang hơn bình thường. Và nếu như ho mãn tính, những khò khè mãn tính thì nó có thể có biến dạng lồng ngực, lồng ngực đẩy ra phía trước. Về cận lâm sàng thì trong cơn hen cấp nó có cái gì đặc biệt không? Không thường không gì đặc biệt cả, thì nó không có nhiễm trùng. Chúng ta thường để ý về cầu axit có tăng cao không, và người ta nói là tăng trên 5%. Thực tế thì chúng ta thấy là cái bạch cầu máu chúng ta ấy, thì nó dao động từ 6-8.000, mà 5% nghĩa là nó 5 × 8 là dao động 400. Thế nếu như bệnh nhân vào bạch cầu là 17.000, nếu như mà chúng ta chỉ nhìn số 2%, chúng ta sẽ thấy bạch cầu nó không tăng. Nhưng nếu chúng ta nhân với tỷ lệ, ví dụ 3% nhân 17.000 thì nó lên đến 6-700 cơ. Thế chúng ta phải số lượng tuyệt đối, đúng không ạ? À, trên kinh điển người ta nói là cái tính chất đờm trong cái hen khò khè đó gì ạ? Là quánh, là bóng, là dính,
làm hay có thể tinh thể sắc cô đấy đen chẳng hạn, nhưng bây giờ không bao giờ làm xét nghiệm này nữa. À, những cái định lượng miễn dịch thế là IgE tăng, thì IgE tăng chỉ có giá trị là bệnh nhân có nguy cơ dị ứng, chứ nó không có nguy cơ, không có cái gọi là giá trị để chẩn đoán xác định phế quản. À, khí máu khi có suy hấp thì tất cả các bệnh có suy hấp đều phải làm khí máu, và đặc biệt là đánh giá chức năng hấp, đặc biệt như tôi nói là để ý đến FEV1, tức là thể tích thở ra tối đa giây đầu tiên, cái tỷ số FEV1 trên FVC và đánh dung tích cặn. Khi mà tỷ số FEV1 FVC giảm thì dung tích phổi sẽ tăng rất là rõ. Cái gì nữa, chúng ta phải đo lưu lượng đỉnh, đúng không ạ? Xem thử là lưu lượng đỉnh là một cái mà để thăm dò chức năng hấp tại nhà, để đánh giá cái nguy cơ của các cơn hen tại nhà, thì giúp chúng ta kiểm soát hen là lưu lượng đỉnh thường giảm rất là rõ. Chụp X-quang tim phổi thì bệnh nhân hoàn toàn bình thường, không có thâm nhiễm gì cả, chỉ có tình trạng ứ khí và lồng ngực giãn rộng. Rồi sau này một vài ngày sau, bệnh nhân ho khạc đờm nhiều lên rồi, thì lúc đó chúng ta mới thấy các biến chứng như là xẹp phổi, rồi sau đó những biến chứng viêm phổi, sau đó còn rất nặng đầu, còn phổi sáng và ứ khí, không có vấn đề gì cả. À, chúng ta sẽ nhìn X-quang tim phổi một chút, đúng không ạ? Đây ạ, chúng ta thấy là phổi hoàn toàn bình thường, phổi sáng, ứ khí, xương sườn có số nằm ngang, đấy là hình thế. Hình ảnh như là khí phế thủng, đây ạ, hình ảnh X-quang trong hen phế quản. Đây là hen rất là lâu rồi, nó giãn nó hẹp cả trung tim lại, cái vùng tim còn hẹp hẳn lại. Sáng và ứ khí toàn bộ, đây như một hình ảnh khí phế thủng rồi, đúng không ạ? Hình ảnh ứ khí toàn bộ hen phế quản. Thế thì khi bệnh nhân hen phế quản, quan trọng là cái mức độ nặng cơn hen cấp như thế nào để có thái độ xử trí phù hợp. Thì ở trẻ trên 5 tuổi người ta cũng chia dấu hiệu là nhẹ, trung bình, nặng và đe dọa tính mạng. Và do dựa vào dấu hiệu gì, ý thức đứa trẻ như thế nào, có thể nói được câu dài hay câu ngắn hay không, tư thế thế nào, nhịp thở, kiểu khó khăn. Nếu trường hợp mà hen nặng đe dọa tính mạng, thậm chí còn không có thông khí phổi, nghĩa là chẳng nghe thấy gì, chứ không phải là khó khăn nhiều, đúng không ạ? Rồi là co kéo cơ phụ, bão hòa oxy máu, bão hòa oxy máu dưới 90% là hen nặng. Rồi tên số để ta phân biệt là đây là hen nhẹ, hen vừa và hen nặng, đúng không ạ? Ngược lại trẻ dưới 5 tuổi thì khó hơn, nó cho nó gấp không đo được, tất cả chỉ số khó đánh giá hơn, bảo đứa trẻ 2 tuổi nói đi nó không nói. Thế cho nên người ta lại dựa vào những cái gì, ta ghép lại nhẹ trung bình một nhóm, nặng đe dọa tính mạng một nhóm, và chỉ cần một dấu hiệu đã được chẩn đoán là hen nặng rồi, chứ không phải là có đầy đủ dấu hiệu. Ví dụ ý thức, tỉnh, kích thích, ly bì, không uống được, tình trạng hô hấp thế nào, tình trạng bão hòa oxy thế nào, đúng không ạ? Khó khè, đặc biệt một vài tình trạng mạch như thế nào, đây là các dấu hiệu để chẩn đoán là cơn hen cấp trẻ nhỏ đến 5 tuổi. Và sau đó đến điều trị. Nguyên tắc điều trị của hen phế quản là như thế nào? Chúng ta cũng biết là nguyên tắc điều trị là giãn phế quản, bởi vì viêm và gây co thắt đường thở cho nguyên tắc là đang chịu giãn phế quản trong cơn hen cấp. Nguyên tắc thứ hai là vì viêm mãn tính đường thở, cho nên bệnh nhân cần phải điều trị dự phòng bằng ICS liều thấp hoặc montelukast. Và hầu hết là hen là trẻ nhỏ, cho nên là không phải trường hợp nào cũng phải dự phòng. Như vậy chúng ta có nguyên tắc thứ nhất là điều trị cơn cấp, hai là điều trị dự phòng, và tùy theo mức độ nặng nhẹ của hen mà chúng ta có thái độ xử trí phù hợp. Thế thì bây giờ chúng ta biết những thuốc gì trong hen phế quản. Thuốc gì các bạn biết được chứ ạ? Có nhóm thuốc, có rất nhiều thuốc, mỗi hãng có một tên khác nhau. Nhóm thứ nhất là nhóm giảm triệu chứng hay nhóm nôm na, nhóm giãn phế quản. Nhóm thứ hai là nhóm dự phòng phòng bệnh, và nhóm thứ ba là nhóm kết hợp vừa giãn phế quản phòng bệnh, gọi là nhóm kiểm soát hen, kết hợp với ICS, tức là corticoid giảm huyết và thuốc làm cái gì ạ, giãn phế quản kéo dài. Để giới thiệu đầu tiên, như đầu tiên đã nói là thuốc mà đã nói đến hen phế quản là phải nói đến Ventolin, chắc chắn là nói đến giãn phế quản. Và cái thực ra nó có nhiều sản phẩm giãn phế quản khác nhau, ví dụ như là salbutamol, như là tecbutalin, như là androsterone, nhưng mà ở Việt Nam hiện tại thì đã nói rất nhiều đến vai trò salbutamol là thuốc giãn phế quản. Thế thì thuốc làm gì? Là giãn cơ trơn bằng cách kích thích cụ thể beta 2 của đường thở, làm giãn cơ trơn phế quản. Và cái hay của nó gì? Tác dụng rất là nhanh. Tôi đang khó thở thì khoảng 3-5 phút sau thuốc đã có tác dụng rồi. Đấy là câu chuyện thuốc giãn phế quản, là thuốc kinh điển chúng ta biết. Mỗi thuốc giãn phế quản thứ hai chúng ta cũng biết chính là cái gì nhỉ? Ipratropium bromide, đúng không ạ? Cũng là thuốc giãn phế quản, nhưng cơ chế ở đây là loại khác, không phải tác dụng cụ thể beta 2 nữa, mà cơ chế nó là kháng cholinergic. Thì nó tác dụng không phải là 5 phút, 10 phút, mà tác dụng sau 30 phút. Nhưng nó lại có ưu điểm tác dụng kéo dài cơ, sau đến 12 tiếng. Và như vậy thì nó sẽ tác dụng
phối hợp hoặc là tác dụng khi một cơn hen nặng phải duy trì dẫn đến còn kéo dài thì ta dùng nhóm này. Nhóm thứ ba là nhóm xanthin hay nhóm gọi là nhóm theophylline, ví dụ như thế. Thì cái đây cũng làm giãn phế quản và ngoài giãn phế quản nó còn giống chống viêm. Tuy nhiên thuốc này không phải thuốc được đầu tay chống hen phế quản mà thuốc này chỉ trong trường hợp hen nặng thôi và dùng đường uống thì nói không tác dụng toàn thân, trong khi mình lại chú trọng tác dụng tại chỗ nên là dùng thuốc giãn phế quản khí dung hiệu quả hơn. Thế thì tại sao người ta lại hạn chế dùng nhóm này? Nhóm này dùng rất tốt nhưng nó chỉ có cái giờ là gì? Tác dụng điều trị và tác dụng dây độc rất sát nhau, dùng vừa tác dụng điều trị dùng quá lại gây những tác dụng không mong muốn, vì thế nó là lựa chọn sau. Khi mà bệnh nhân đã dùng cái nhóm trên thất bại thì người ta mới dùng, vì thế được dùng trong trường hợp cơn hen cấp nặng hoặc hay là người lớn thôi là chủ yếu. Thế thì thứ hai chúng ta quay ra các thuốc điều trị dự phòng hen, thì thuốc dự phòng hen nó có ba nhóm, đó là nhóm corticoid dạng hít. Đây là một thành tựu của khoa học, đúng không ạ? Khi chúng ta uống một viên corticoid prednisone vào, chúng ta rất sợ những tác dụng phụ, nhưng mà rõ ràng trẻ em nó là cái cơ thể đang phát triển, nó có nhu cầu phát triển về chiều cao, về dạ dày, về huyết áp, tất cả vấn đề như thế, thì corticoid dạng hít nó làm giảm tất cả nguy cơ gây hại, cho nên nó rất có hiệu quả. Một nhóm thứ hai là nhóm kháng leucotriene, gọi là leucotriene receptor antagonist. Và nhóm thứ ba là nhóm chromon. Chromon này thực ra là thuốc bọc tế bào mastocyst, tránh phân hủy mastocyst hay là dưỡng bào. Mà chúng ta biết là dưỡng bào chính là cái tế bào then chốt trong quá trình dị ứng. Nó tiết ra những chất dị ứng như histamine, bradykinin, prostaglandin. Thế thì nó bảo vệ, nhưng mà thuốc này chúng ta không được dùng, không dụng lắm. Và trong cơn hen cấp nặng hoặc là những trường hen nặng thì chúng ta dùng corticoid đường toàn thân. Đây là thuốc chống viêm chúng ta đã biết. Đây là các sản phẩm của dạng dị. Chúng ta có rất nhiều sản phẩm khác nhau, ví dụ như thời trước là beclomethasone, bây giờ nó có budesonide, fluticasone, ciclesonide, mometasone, triclosanone. Thì hai sản phẩm cuối này là corticoid dạng xịt ở mũi trong điều trị viêm mũi dị ứng. Các cái dạng sản phẩm ở trên, bốn sản phẩm ở trên này là corticoid đường hở. Tuy nhiên cái sản phẩm ciclosanide này thì dùng chủ yếu cho bệnh nhân trên 12 tuổi. Và hiện nay chúng ta có 3 cái sản phẩm trên, trong đó cái sản phẩm beclomethasone hiện giờ không thông dụng nữa. Ngày xưa nó là Kiva hay là Becotide, bởi vì là thời gian bán hủy nó ngắn. Nghĩa là giờ sau 4 đến 6 tiếng hết tác dụng rồi, nghĩa là mình xịt dự phòng 4 tiếng 6 tiếng xong lại xịt lại một ngày xịt 4 lần. Cho nên là không thông dụng nữa. Mà bây giờ chủ yếu dùng fluticasone, nó có thời gian bán hủy từ 10 đến 12 tiếng, nghĩa là ngày sáng và chiều. Chúng ta có sản phẩm khí dung là budesonide. Thế thì ICS là giúp chúng ta kiểm soát hen rất tốt. Nó giảm nguy cơ tử vong, giảm tỷ lệ nhập viện và làm đứa trẻ sinh hoạt như bình thường, ta không ai biết bị hen cả, không ai biết mình bị hen phế quản cả, đúng không ạ? Và ICS dùng sớm ở người hen dai dẳng thì còn giảm giúp cải thiện chức năng hô hấp, phòng ngừa tắc nghẽn đường phổi không hồi phục sau này. Đấy. Thế thì ICS thì nhiều tác dụng lắm. Và thuốc gì để có tác dụng phụ? Đầu tiên là khẳng định thế, không có thuốc nào có tác dụng phụ cả. Tuy nhiên dùng corticoid ở trẻ em là bố mẹ rất căng thẳng, bởi vì là rõ ràng nó làm đứa trẻ chậm phát triển, nó làm đứa trẻ hội chứng giảm cơ sinh, rồi mọc lông nhiều, rất nhiều, những bố mẹ nhìn thấy ngay lập tức. Thế thì người ta bảo là luôn luôn cân bằng giữa tác dụng điều trị và tác dụng phụ. Thế thì khi các bạn dùng ICS thì bạn sợ nhất là cái gì ạ? Bạn sẽ thấy rằng là bố mẹ sẽ thấy là sao ạ? Bỏ thuốc, đúng không ạ? Vì sao ạ? Vì nó nhiều tác dụng phụ lắm. Thứ hai là em dùng không dùng 2 tuần rồi không thấy lên cơn hen gì cả, bởi vì quá trình viêm rất âm ỉ như thế. Thì chúng ta thấy là dùng ICS kéo dài người ta sợ tác dụng gì? Nấm miệng. Thế thì rất đơn giản, đây điều trị có thể sửa được, có thể là gọi là hạn chế được. Nhưng cái ta sợ nhất trong ICS là nó làm đứa trẻ chậm phát triển chiều cao đó. Thì như thế thấy là khi em dùng ICS liên tục trong 2 năm có thể làm đứa trẻ chậm chiều cao so với đứa trẻ cùng tuổi khoảng 2 cm. Đấy mới là tác dụng chính, chứ còn ICS thì nó lại không làm lát dạ dày, nó không làm cao huyết áp đâu, không có những tác dụng phụ toàn thân đó. Thế thì nếu như mà mình ngại như thế thì người ta thấy là nhân hen ổn định, người ta giảm liều, chỉ có thể cắt thuốc hoặc là duy đổi thuốc, thì đứa trẻ có thể hồi phục lại chiều cao đến 0,7 cm. Nghĩa là nếu đứa trẻ ngừng thuốc thì nó có thể thấp hơn đứa trẻ khác chỉ còn 0,7 cm thôi, còn nếu đứa trẻ dùng rất kéo dài thì có thể chậm chiều cao một chút,
nhưng mà so với cái hiệu quả điều trị bệnh, bởi vì trẻ ngày nào cũng thức dậy, đứa trẻ ngày nào cũng không học được, đứa trẻ ngày nào khó thở, rất nhiều cái hậu quả không mong muốn. Cái nhóm thứ hai nó là glucocorticoid receptor antagonist, đúng không ạ? Đây là những sản phẩm mà cũng để điều trị hen phế quản, nhưng mà thường là điều trị hen nhẹ hoặc là hen gắng sức. Và thứ hai là nó khi mà dùng ICS có đặc điểm gì, mình dùng này, xong lại mình nâng liều này, xong lại nâng liều tiếp này. Thế thì khi mà mình dùng ICS mà nâng liều mãi thì sao? Thì mình thấy bệnh nhân có tác dụng phụ. Thì lúc đấy mình dùng liều vừa phải, mình kết hợp với nhóm này, phối hợp hai thuốc lại, lại giảm tác dụng của ICS, là giảm số liều của ICS đi. Đấy là cái hiệu quả phối hợp. Chứ còn nếu một mình nó thì tác dụng nó lại không phải là khống chế hen tốt. Thế thì ưu điểm của nó là gì? Thứ nhất là dùng đường uống. Mà dùng đường uống thì nó thật là chắc chắn vào cơ thể. Em dùng khí dung, dùng xịt thì có thể và có thể không, em chẳng biết. Và thế là vào bao nhiêu phần trăm tùy thuộc vào kỹ thuật xịt, tùy thuộc vào cái đường thở của đứa trẻ. Nhưng chắc chắn là uống được. Thứ hai là bệnh nhân thường không quên, bởi vì hàng ngày phải uống một giờ nhất định. Cái thứ ba là phòng được hen gắng sức. Thứ tư nói thì nói, rõ ràng nhóm này nó ít tác dụng phụ, cực kỳ ít tác dụng phụ, người ta không lo lắng cái chuyện cất sinh, người ta không lo lắng cao huyết áp, người ta dạ dày, đúng không ạ? Và khi uống thì nó tác dụng cả tại mũi, tại viêm mũi dị ứng và hen phế quản. Mà chúng ta biết là hen phế quản với mũi dị ứng bao giờ nó song hành với nhau, nó kết hợp được. Và cái liều nó cũng rất dễ chia, tức là theo nhóm tuổi, không phải kỹ năng cân nặng. Ví dụ dưới 6 tuổi là 4 mg, từ 6 đến 12 tuổi là 5, ở trên 12 là 10. Nó cái thế nó rất dễ nhớ, nó rất dễ sử dụng. Nhưng mà thằng nó hơi đắt, đúng không nhỉ? Hơi đắt, không phải là rẻ. À, nếu hen nặng, nặng kinh khủng, dùng đủ thứ thuốc, uống các thứ hàng ngày, bệnh nhân vẫn lên cơn hen và chưa điều trị xong hen, thì đã điều trị tác dụng những cái tác dụng gọi là dự phòng, tác dụng phụ rất là lớn, thì ta có kháng thể gọi là kháng thể kháng IgE hay tạm gọi là omalizumab, tức là Sole. Các bạn đã biết là bây giờ xu hướng trên thế giới là điều trị đích, cái gì tổn thương điều trị đúng như đấy, điều trị đích, điều trị ung thư chẳng là điều trị đích, đây cũng thế. Thì kháng thể IgE này nó kháng IgE, mà IgE là cái chất là trung gian để mà gì ạ, để kích thích sản xuất ra những cái bọc cái niêm mạc, vậy là gì nhỉ, kích thích cái chất trung gian đấy để mà nó làm cho bền vững cái niêm mạc của cái vòng của cái tế bào của cái bạch cầu mắt oxy và của tế bào. Thế khi mà IgE không được giải phóng ra thì nó sẽ ức chế giải phóng các chất trung gian như histamine, leukotriene hoặc là cytokine. Chính vì thế mà nó làm cho ức chế IgE này và bảo vệ bền vững cái màng dẫn vào và bạch cầu ưa kiềm. Thế thì cái sản phẩm này chỉ dùng cho trẻ trên 12 tuổi. Ở Việt Nam có chưa? Có, nhưng mà rất là dùng thẳng hữu thôi, ở cho trung tâm dị ứng ở trong Sài Gòn, trong miền Nam thôi. Và khi mà bệnh nhân chắc chắn bị hen nặng, người ta phải tiêm, cái này là tiêm dưới da, omalizumab này, thì nó sẽ làm giảm liều ICS, làm kiểm soát hen. Nhưng chỉ dùng cho hen nặng, hen kháng trị, thì người ta mới dùng nhóm này. Còn là trẻ em, nói thì nói, hen nó tương đối nhẹ, ít nguy cơ hơn, và cũng không dùng được trẻ dưới 12 tuổi. À, một cái thuốc nữa, bây giờ tôi dùng thuốc giãn phế quản, xong một tí này là khó thở rồi, 4 năm tiếng sau lại khó thở rồi, thì người ta phải có một thuốc giãn phế quản kéo dài, người ta gọi là LABA hay là Long Acting Beta Agonist. Thì ta thấy là nó làm giãn phế quản kéo dài, nó duy trì được hình dạng phế quản 12 tiếng, nó giúp chống co thắt phế quản thứ phát sau tiếp xúc với điện nguyên và thường phối hợp với ICS. Tại sao thế? Một cái giãn phế quản, một cái chống viêm đi với nhau thì nó sẽ làm giảm, phối hợp với nhau làm giảm viêm phù nề. Và trường hợp này chỉ dùng hen nặng, hen mãn tính. Cho nên các bạn sẽ biết là những trường hợp như thế này thường dùng trẻ lớn, vì trẻ bé nó ít khi nặng và mãn tính, thường trẻ nhỏ sẽ hen nhẹ thôi. Và nó làm cải thiện chức năng hô hấp, vì nó phải giãn phế quản, nó cải thiện chức năng hô hấp, đúng không ạ? Giảm triệu chứng hen so với dùng ICS đơn thuần. Ở trẻ em chúng ta hiện giờ chúng ta có ở Việt Nam chứ mình, chúng ta có hai sản phẩm chính là giãn phế quản kéo dài, đó là Salmeterol phối hợp với Fluticasone, nó có sản phẩm là Seretide, một cái là Esometerol phối hợp với Budesona, sản phẩm là Simbicort. Thì nhưng mà cái Seretide này chỉ có chỉ định trên 4 tuổi, còn Simbicort chỉ định trên 12 tuổi để điều trị hen nặng, hen mãn tính. Này. Thế thì điều trị phối hợp khi nào? Khi triệu chứng hốp không cải thiện, mình dùng ICS nâng liều mãi, không nâng được, phải phối hợp. Thứ hai là mong muốn giảm liều mà vẫn duy trì kiểm soát hen, nghĩa là bệnh nhân luôn luôn có tình trạng giãn phế quản nhẹ nhẹ trong người. Bình thường mình chỉ dùng chống viêm thôi, bây giờ lúc nào mình có tí giãn phế quản trong người, thế là nó dễ chịu, đúng không, nó hoạt động nó bình thường, và là dùng để điều trị hen nặng hoặc trung bình và tác dụng nhanh. Thế thì bây giờ chúng
ta phải đặt đồ trị cụ thể để chúng ta giới thiệu các thuốc hen rồi, bây giờ điều trị cụ thể. Bây giờ trong cơn hen cấp, bệnh nhân vào viện vì cơn hen cấp, vậy chúng ta sẽ điều trị như thế nào, đúng không ạ? Thì đầu tiên nguyên tắc bệnh hốt gì cũng thế, nguyên tắc đầu tiên là chống suy hấp. Viêm phổi, viêm tiểu phế quản, hen phế quản, nguyên tắc hàng đầu là chống suy hấp. Gồm có gì? À, là bệnh nhân phải có oxy ngay lập tức. Nhưng mà thở oxy mãi bệnh nhân không cắt được cơn hen đâu. Cắt được cơn hen là phải thuốc giãn phế quản, cho nên phải dùng ngay lập tức giãn phế quản tác dụng nhanh, sa ba ngay lập tức, đúng không ạ? Ngay sau khi hỏi khám lâm sàng khẳng định hen phế quản dùng ngay. Và sa ba người ta dùng đường khí dung hoặc qua bình xịt định liều, tức là methadone inhaler, tức là bình xịt một bình xịt Ventolin, một cái lít xịt đó là 100 microgram, bình xịt định liều chuẩn luôn, bóp vào cái răng 100 microgram luôn. Thế thì mình phải dùng tại sao? Tác dụng nhanh và thứ hai là liều nó chuẩn. Và gì nữa? Phải phối hợp với corticoid, bởi vì corticoid nó tác dụng chống viêm, một cái là giãn phế quản, cái chống phù nề, phối hợp. Và ở đây là corticoid đường toàn thân. Nếu mình thường nó xịt dự phòng thì điều trị phải dùng đường toàn thân liều cao thì nó mới duy trì được giảm viêm ngay lập tức, và dùng chỉ 5 đến 3 năm ngày thôi, đúng không ạ? Và có một cái nguyên tắc là adrenaline. Adrenaline là thuốc không chỉ định trong hen phế quản. Tuy nhiên khi ho khò khè đấy là một biểu hiện của sốc phản vệ. Ví dụ tôi ăn một cái gì đấy thôi, tôi bị sốc phản vệ thì có biểu hiện là nổi máy đay, mạch nhanh, tôi cũng khò khè, khó thở. Thì lúc đấy chúng ta khí dung adrenaline nó có tác dụng điều trị sốc, điều trị khó khè này. Như vậy adrenaline thì chỉ định duy nhất trong cái trường hợp là sốc phản vệ thôi, còn không phải điều trị trong các cơn hen bình thường. Thế đây là cái guideline điều trị của Bộ Y tế năm 2017 về điều trị cơn hen cấp. À, người ta chia làm hai nhóm, chúng ta kể nhẹ, trung bình, nặng và đe dọa tính mạng. Và chúng ta sẽ thấy là đầu tiên chúng ta sẽ thấy là cái thuốc đầu tay bao giờ cũng là khí dung salbutamol. Đầu tay giãn phế quản tác dụng nhanh mà, đầu tay dù nhẹ trung bình cũng là khí dung salbutamol, hoặc ở nhà không có khí dung thì bình xịt định liều salbutamol thể nhẹ 2-4 nhát, thể trung bình 6-8 nhát, và sau mỗi 2 phút đánh lá dạng. Bởi sao chúng ta phải nhiệm vụ cắt cơn hen cấp trong cái giờ đầu đấy, đỡ khó thở đi. Đánh giá lại sau 3 lần như thế, gọi là đánh tổng tấn công như thế, đánh giá lại sau 1 giờ. Nếu trẻ đáp ứng tốt, không khò khè, bác áo học sinh tốt thì duy trì sau 3-4 tiếng lại khí dung lại tái khám. Nhưng nếu sau 1 tiếng rồi vẫn khó thở, SI vẫn thấp thì lập tức phải vào viện khí dung, phối hợp bây giờ thì không phải salbutamol nữa và phối hợp với giãn phế quản tác dụng kéo dài. Đây chính là itraconazole bromide và phải dùng corticoid để toàn thân đây lập tức. Còn thể không đáp ứng hoàn toàn thì nhập viện phối hợp tất cả các thuốc giống như vừa rồi vừa chỉ định rồi. Nếu cấp cứu thể nặng thì tất nhiên là oxy là đứng số 1. Thứ hai là cũng khí dung như thế, và ở đây đã cơn nặng rồi thì có thuốc hen gì điều trị đấy tất tần tật. Nghĩa là gì? Salbutamol khí dung, itraconazole khí dung, hydrocortisone tĩnh mạch và methotrexate tĩnh mạch, đúng không ạ? Tất cả nặng là điều trị như thế hết. Và đánh lá lại sau 1 giờ. Sau 1 giờ mà vẫn nặng thì lập tức có những cái thứ trên đời này, giãn phế quản, salbutamol tĩnh mạch, magie sulfate tĩnh mạch, aminobilin tĩnh mạch là lôi ra, đe dọa tính mạng rồi mà, thở máy rồi mà. Thì đây là tất cả thuốc giãn phế quản là phải được ứng dụng trong, đây là trong hồi sức, đúng không ạ? Còn nếu bệnh nhân này sau này đáp ứng tốt thì chúng ta lại quay trở về quy trình thường quy là 4 đến 6 tiếng lại khí dung lại một lần, hết tác dụng của thuốc sau 4 đến 6 tiếng lại quay lại một lần đánh giá và bắt buộc phải dùng corticoid đường toàn thân trong 5 đến 7 3 5 ngày. Đấy là bắt buộc, đấy là phác đồ của Bộ Y tế. Và sau khi điều trị như đó thì chúng ta điều trị duy trì thế nào chứ? Hết cơn cấp rồi, giờ về điều trị duy trì chứ. Thì mục đích của duy trì là cái gì? Là đạt được kiểm soát hen tốt. Duy trì được đứa trẻ hen là không ai biết bị hen chứ. Vẫn chơi, vẫn hoạt động, vẫn bơi lội bình thường. Bảo cháu kia là gì không? Cháu không được chạy, cháu không được bơi, cháu không được đi. Thế thì làm sao đứa trẻ nó sống được, đúng không? Giảm thiểu những cái biến chứng xấu trong tương lai, ví dụ như cơn hen cấp nặng, đúng không ạ? Rồi chức năng hô hấp nó phải ổn định gần như bình thường. Nhưng không lạm dụng thuốc, nghĩa là cũng không để xảy ra tác dụng phụ của thuốc. Đấy, tức là chúng ta phải tăng liều, giảm liều rất là linh hoạt. Mùa nào tăng, mùa nào giảm, lúc nào tăng, đúng không ạ? Vậy chỉ định dựa vào gì? Chỉ định vào triệu chứng hen. Và ta điều trị đích là mỗi bệnh nhân có một kiểu điều trị khác nhau. Triệu chứng kiểu dụ là tình trạng kiểm soát hen, ho khò khè, những đợt hen nặng khởi phát bởi virus thì dù ít cũng phải dự phòng. Thực ra thì không phải trường hợp nào cũng dự phòng, đấy là nguyên tắc chắc chắn như thế. Tuy nhiên bệnh nhân đã vào viện mà có một lần thở oxy chắc chắn là dự phòng. Bởi vì sao? Bởi vì khi một cơn là bệnh nhân có tử vong rồi. Bệnh nhân bình thường một cơn không phải dự phòng,
nhưng đã nhập viện cấp cứu phải thở oxy, chắc chắn dự phòng ngay lập tức từ cơn thứ hai phải đi, đúng không ạ? Bệnh nhân theo dõi hen phải chẳng nhẽ như là tuần vẫn 3 lần 4 lần sử dụng thuốc giãn phế quản thì bắt buộc phải dự phòng, chứ không để là dùng thuốc giãn phế quản liên tục được nó chơi này, đúng không ạ? Bệnh nhân hen tích phát, đây là những chỉ định để chỉ dự phòng bệnh nhân hen phế quản. Đây là cái phác đồ điều trị của Bộ Y tế, các anh chị sẽ thấy đây ạ. Đây là dự phòng bước 1 rất là nhẹ nhàng, hầu như không dự phòng là gì ạ? Giãn phế quản tác dụng nhanh, và trong trường hợp này khò khè không thường xuyên do virus giữa các đợt khò khè, không có triệu chứng hoặc không có triệu chứng thì chỉ cần dùng thoáng qua Lacosien. Còn từ bậc 2 trở đi thì mình mới lựa chọn một trong hai thuốc, một là ICS đều thấp hoặc là Lacosien. Trong trường hợp gì triệu chứng phù hợp với hen trên 3 tuần một năm, triệu chứng khò khè xuất hiện thường xuyên 6 đến 8 tuần một lần và có thể điều trị thử trong 3 tháng. Còn nặng nữa đó là liều trung bình hoặc liều thấp phối hợp Lacosien. Còn nặng nữa thì chúng ta biết rồi, chúng ta sẽ chuyển sang chuyên gia và chúng ta sẽ phải tư vấn điều trị thường xuyên, đo chức năng hô hấp thường xuyên. Bây giờ trẻ trên 5 tuổi. Trên 5 tuổi thì lại hen mãn tính. Trên 5 tuổi thì ngay bước 1 là ICS. Nếu như dưới 5 tuổi thì có thể do virus cho chúng ta dùng Lacosien. Thì trên 5 tuổi chúng ta nhìn thấy không ạ? Cân nhắc ngay bước 1 là ICS. Bước 2, liều thấp ICS hoặc là kháng thụ thể Lacosien. Bước 3 thì là liều thấp hoặc là phối hợp liều trung bình ICS Lacosien. Bước 4, bước 5. Bước 5 là chính là cái lúc này chúng ta dùng kháng thể kháng Lacosien, kháng Isoleucel đây. Hoặc là chúng ta dùng thuốc viết đường toàn thân. Và cái trẻ trên 5 tuổi là hen nó mãn tính rồi, nếu dưới 5 tuổi thấy con có thể thuyên giảm được, có thể ngừng được khoảng 5-7 năm thì sao? Bệnh nhân đôi phải đánh giá bệnh nhân hàng tháng, sau đó thì chỉnh liều, sau đó theo đáp ứng đánh giá lại rất là linh hoạt, 1 tháng một lần, 3 tháng một lần, hen nó cái vòng xoắn. Bệnh nhân đến điều trị có rất nhiều bệnh nhân là cháu bị hen cả năm nay nhưng mà dùng thuốc chán lắm, chả dùng nữa, vì dùng vẫn lên cơn, chả dùng nữa. Thế nhưng mà chúng ta phải hiểu là quá trình điều chỉnh nó chỉnh liên tục, hôm nay phác đồ này, tuần sau, tháng sau phác đồ khác, phụ thuộc vào đáp ứng điều trị. Có những bệnh nhân dùng thuốc đấy khỏi, có bệnh nhân dùng thuốc đấy không khỏi, có bệnh nhân dùng đấy vừa dùng một cái tác dụng phụ ngay lập tức, có bệnh nhân không bị như thế. Như vậy nó có một trình, nó phải liên tục đánh giá hiệu chỉnh xem lại, chứ không phải câu chuyện là em cho rồi không đỡ thì em đi bác sĩ khác, thế thì không phải câu chuyện điều trị nó là như thế. Và luôn luôn đánh giá lại còn việc tiến triển của bệnh và đánh giá các dụng cụ luôn luôn. Thế thì câu chuyện chúng ta nói dưới 5 tuổi, chúng ta nói dưới trên 5 tuổi. Bây giờ ta cân tầng được nhóm này. Cái nhóm này là nhóm chuyên viêm phổi và viêm tiểu phế quản đúng không? Chẩn đoán hen ở đây cũng hơi bị dè dặt. Bố mẹ bảo là cháu nhà em chả ai bị hen, cháu nó mới có 1 tuổi. Các bác đã nghĩ cháu bị hen phế quản, các bác có quá tay hay không đúng không ạ? Chúng ta sẽ xem. Dưới 1 tuổi, thực sự dưới 2 tuổi, hen khởi phát, sau tức khò khè khởi phát sau virus có vẻ nhiều hơn, có vẻ nhiều hơn. Đấy. Thế thì chúng ta thấy là nếu cái khò khè đấy, tức là cứ sau đợt sốt thì bệnh nhân khó khè, xong rồi hết đợt sốt là chạy hoàn toàn bình thường, xong rồi sốt thì khó khè thế thôi, tất cả lại bình thường, ta gọi là khó khè khởi phát sau những virus, thì cái thuốc lựa chọn nó là Lacosien. Còn nếu có nhiều thuốc khởi phát, nghĩa là khó khè kéo dài, gắng sức cũng khó khè, khóc nghi ngờ cũng khó khè, dị ứng ăn cái gì thì cũng khó khè, thì thuốc đầu tay nó là ICS. Đấy, các bạn thấy như thế. Và người ta phải điều trị thường là 3 tháng đánh giá lại có đáp ứng không đáp ứng chứ, để điều trị đúng không ạ? Đấy, tức là mọi thứ nó đều phải có linh hoạt. Nếu nhóm trên không đáp ứng thì chuyển sang ICS, nhóm dưới không đáp ứng thì phối hợp với Lacosien hoặc là xem lại những cái trào ngược của mình nhầm thì sao, tất cả mọi thứ khác nữa, đúng không? Thế và đặc biệt quan trọng trong hen là mỗi lần chúng ta đến hỏi lâm sàng, cận lâm sàng, chúng ta phải đánh giá mức độ kiểm soát hen. Mức độ kiểm soát hen nghĩa là trong thời gian vừa rồi cháu như thế nào. Nó có 4 triệu chứng rất đơn giản. Thứ nhất, ban ngày cháu có bình thường không? Nó gọi là triệu chứng ban ngày như thế nào. Thứ hai, ban đêm cháu có bình thường không? Có dậy ho, khò khè không? Thứ ba, cháu có bị hạn chế vận động không? Hay vẫn chơi vui vẻ, chẳng hạn chế gì cả. Và thứ tư, số lần sử dụng thuốc đắp cơn, giãn phế quản. Với lúc nào bệnh nhân phải mang loạn thoại đi bên người? Nếu bệnh nhân không có dấu hiệu nào trong vòng 4 tuần vừa rồi, tốt quá, kiểm soát tốt, cứ thế điều trị tiếp, thậm chí là hạ bậc. Thứ hai là gì? Bệnh nhân có 1-2 dấu hiệu là kiểm soát một phần, còn bệnh nhân có trên 3 dấu hiệu chứng tỏ là bệnh nhân có vấn đề đấy, phải thêm thuốc, đổi thuốc và xem lại bệnh nhân có quên dùng thuốc dự phòng hay không. Đấy, đấy là vấn đề tất cả bệnh nhân đều phải có nguyên tắc quản lý kiểm soát hen như thế này. Thế thì chúng ta thấy đó, kiểm soát tốt là cân nhắc điều trị tiếp, kiểm soát tốt trong 3 tháng này có thể giảm điều trị, giảm dự phòng này, và giảm từ từ thôi, đừng có lại đang tốt thì cắt luôn đi, đúng không ạ?
giảm xuống 25%, 50%, ví dụ như là đang dùng 4 nhát xịt xuống 2 nhát xịt, đang dùng 2 nhát xịt xuống 1 nhát xịt thôi chẳng hạn, đang dùng ICS thì xuống Lycogen, ví dụ thế. Nếu kiểm soát một phần thì cần, nếu mà muốn tăng mặt thì cần kiểm tra lại, điều chỉnh liều thuốc, kiểm tra các cái yếu tố nguy cơ, xem tại sao bệnh nhân đã dùng thuốc như thế mà bệnh nhân vẫn bị. Còn bệnh nhân không kiểm soát thì chắc chắn tăng mặt lên, là như vậy thuốc điều trị không ổn, xem lại kỹ thuật như thế nào đấy. Hoặc bác sĩ chuẩn đoán sai, ví dụ bác sĩ chuẩn đoán là hen bậc 3, bậc 2, nhưng mà thật ra bệnh nhân bậc 3, thế là điều trị nó không đủ liều. Đấy, vấn đề là như thế, ta phải đánh giá điều trị liều. Thế thì khi nào khám lại? Khi bệnh nhân nằm viện ra viện, một tuần sau khám lại. Sau một tuần vừa rồi bệnh nhân về ổn hay không? Thế như khi bệnh nhân ổn định rồi, điều trị dự phòng, thì 1 tháng đến 3 tháng đánh giá lại một lần. Liên tục trong 3 đến 6 tháng đầu, 1 đến 3 tháng kiểm tra lại. Và đánh giá gì? Chính là 4 dấu hiệu kiểm soát hen. Ho hoặc nếu chị nghe kiểm hoan không tốt, hỏi yếu tố nguy cơ, xem tác dụng phụ của thuốc. Cho nên đúng ra lần nào bệnh nhân đến em phải đo chiều cao, cân nặng bệnh nhân. Hàng ngày, mỗi lần đến xem nó có ảnh hưởng gì không, đúng không ạ? Theo dõi chiều cao chỉ một lần một năm, bởi vì thực ra đứa trẻ nó tăng ra là một năm xong nó lớn khoảng 4 cm, thì thông thường là năm vừa rồi nó lên được 3, lên được 1 cm, lên được 4-5 cm. Đứa giai đoạn dậy thì chẳng hạn nó lại lên chậm, theo dõi. Và bệnh nhân rất mong mỏi là khi nào cháu ngừng thuốc, khi nào cháu ngừng thuốc, đấy cô rất mong mỏi. Thì người ta gọi là người ta chỉ cân nhắc ngừng thuốc khi bệnh nhân đã ổn định hoàn toàn hết triệu chứng với liều thấp nhất mà hết triệu chứng, chứ không phải liều bị cao, liều thấp nhất hết triệu chứng trong vòng một năm thì mình cân nhắc ngừng thuốc. Tuy nhiên không cân nhắc ngừng thuốc thời điểm bệnh nhân giao mùa, chẳng hạn như hôm nay mình ngừng thuốc là ngày mai bệnh nhân cần khó thở luôn, mặc dù cả năm rồi mình ổn. Như vậy là không cân nhắc ngừng thuốc khi mà trẻ những khoản hô cấp, khi trẻ đang đi du lịch, khi đang đi du lịch ở cái vùng khác, đó là yếu tố kích thích, đúng không ạ? Và khi ngừng thuốc thì 3-6 tháng là đánh giá lại chức năng hô hấp như thế nào, chứ không là cháu ngừng thuốc rồi cháu rất phấn khởi và cháu lên cơn khó thở lúc nào không ai biết. Mà cái tử vong là cái mà ngừng thuốc vô chỉ định này nó gây tử vong, đúng không ạ? Rất cân nhắc như thế này. Đấy, đấy là toàn bộ tóm tắt rất là nhanh những cái phần nội dung mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị.